Kính thưa quý vị, giả mạo nhân viên ngân hàng, giả mạo nhà mạng viễn thông hay là giả mạo công an phạt nguội. Hàng loạt các chiêu trò mà nhiều đối tượng đã giăng bẫy để đánh cắp thông tin của người dùng trong thời gian qua. Và khi các hiện tượng này chưa kịp lắng xuống thì mới đây, ngành điện thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục lên tiếng cảnh báo khi có hàng trăm cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực để thu thập thông tin khách hàng. Anh Tấn Khoa trong ngày 29 tháng 4 đã liên tục nhận được những cuộc gọi từ đầu số lạ thế này. Sau hai lần không nghe máy thì đến lần thứ ba anh đã bắt máy. Alo. Với tình trạng sử dụng điện bất thường, hôm nay công ty chúng tôi thông báo tạm ngưng cung cấp điện. Hoang mang, lo sợ, thắc mắc vì không biết lý do, anh đã gọi ngược lại số điện thoại này. Thế nhưng cái điện thoại của mình nó cài cái chức năng là không gọi được cái số mà bất thường á, nên là mình gọi thực hiện hai lần mà không được. Mình cũng có gọi cho điện lực Tân Thuận, chị ấy nói là từ xưa nay là điện lực không có thông báo khách hàng bằng một số lạ nào hết. Chỉ trong vòng chưa đến 10 ngày, trung tâm khách hàng Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận đến hàng trăm cuộc gọi phản ánh của khách hàng vì bị gọi điện giả mạo. Công ty được Việt Nam à? Làm gì có công ty Điện lực Việt Nam? Chị cứ nói qua là chị đã nói chị cho em biết họ tên của mình là gì để kiểm tra coi những mình có gì thông báo cho mình sao ạ. Chúng tôi có các cái công cụ để thông báo đến khách hàng như là gửi tin nhắn SMS thông qua Zalo hoặc là thông báo trực tiếp trên cái ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện mà khách hàng có cài đặt thì sẽ tiếp nhận được các cái thông tin chính thống và có những cái cảnh báo nó phù hợp. Gọi trực tiếp thì về cảnh báo những cái trường hợp này thì chúng tôi hoàn toàn không thực hiện, và trong trường hợp mà khách hàng có những cái yêu cầu cụ thể và ngành điện sẽ thông báo cái người sẽ liên hệ. Trong các số điện thoại mạo danh, hầu hết là đầu số nước ngoài. Tuy nhiên, đặc biệt, có những số tổng đài ma lại gần giống với số tổng đài của ngành điện là 1900545454 để gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Cái nhóm mà thực hiện những cái kịch bản lừa đảo này, họ cũng phải có cái sự am hiểu về công nghệ, sự am hiểu về việc là giả mạo số điện thoại và sự am hiểu về cái vấn đề về giả mạo chuyển đổi cuộc gọi trên nền tảng Internet. Những tin nhắn đó mà thông qua những cái nhà mạng nước ngoài thì tôi nghĩ là sẽ khó để mà truy tìm hơn. Ngành điện nói riêng và nhiều ngành khác nói chung đều đang có khuyến cáo cho người dân khi nhận được những cuộc gọi mạo danh thì nên thông báo lại với các đơn vị và tuyệt đối không cung cấp thông tin của mình.